Chào các bạn nha. Lâu quá mình không có quay món cá rô cho các bạn xem. Hôm nay mình quay vài phút mình chia sẻ cùng các bạn xem giải trí nha. Trong cái ao này mình có con cá rô vàng, nó ở trong này nè các bạn. Đấy, chút mình quay cho các bạn xem nha. Cá rô vàng mình lười chăm một mình quá nên mình thả chung luôn các bạn. Các bạn biết là cái số cá này nè các bạn, số cá trong hầm này nè, là mình đã lựa đi bán những con cá to hết thì các bạn, còn lại những con cá còi cọc, những con cá mà yếu, nó bệnh xong rồi nó hồi phục đó các bạn, với lại những con cá nó chai, nó không có lớn á. Rồi hôm bữa mình có quay mình chia sẻ các bạn là cái cách mình mình trị cái bệnh nấm nhớt đó các bạn. Thì con cá chai là nó sanh ra nấm nhớt nha các bạn, nên mình điều trị xong là mình thấy cá từ từ nó hồi phục, nó sẽ lớn lại nha các bạn. Giờ nó thấy nó cũng to lại lắm nè các bạn, con số con giờ cũng to lắm rồi. Thì các bạn nào chưa xem cái video mà cách trị bệnh cá nấm nhớt thì các bạn vô xem lại giúp mình nha. Cái cách đó cũng rất là hiệu quả nha bạn. Cá này hôm trước á, mình thấy nó không lớn nổi, mà mình dùng cái cách đó đâu cũng 4 lần hả các bạn. Thì mình thấy bây giờ cá nó phát triển trở lại bình thường lại nè, thấy cá nó cũng to nè. Thì con cá nấm nhớt á, nó mình không điều trị nó mình cho nó ăn thì nó cũng vẫn ăn mạnh nha các bạn, ăn hoài mà nhưng mà nó không lớn. Thì mình cầm con cá lên á, cá bị nấm nhớt á, cá bị chai á các bạn, thì cái vảy của nó không có bóng mượt, không có đều đặn, không có đẹp nha các bạn. Cái vảy nó thâm thâm xấu lắm, mà các bạn để ý là cầm lên con cá cái mình nó nhỏ lắm, cái đầu nó to. Mình cầm lên là một chút, mình cầm cái đầu lên một chút xuôi xuống là mình thấy nhớt nó chảy ra luôn nha các bạn. Cá nó rất là nhớt nên nó đeo bám thân thể làm cho con cá nó khó chịu các bạn, và nó ăn bao nhiêu nó cũng không lớn hết á. Thì mình điều trị bằng cái cách đó xong á, mình tắm vôi các bạn là nó sạch sẽ. Mình tắm theo đúng liều lượng nha các bạn, mới tắm lần đầu thì mình tập tắm ít thôi, từ từ mình sẽ tập cho nó tắm cho điều độ cho nó đúng. Là con cá nó bị xúc nhớt ra, cái nhớt ở bên ngoài ấy nha bạn, cái nhớt nấm nhớt á, chứ không phải là các bạn cái nhớt ở trong người nó là khác nữa nha, nó xúc ra hết rồi. Với lại những cái vi khuẩn này kia bám đeo trong người của nó lâu năm, nó lâu ngày á các bạn, ý lượng lâu ngày nha các bạn, thì nó sẽ xúc ra hết. Xong rồi đó, thì mình xịt nước cho sạch. Thì cái video đó mình có chia sẻ đó, các bạn nào chưa xem thì vô xem là giúp mình nha. Thì nó làm cho con cá rất là sạch. Còn mình cái cách mình tắm muối là mình chỉ tắm muối để cho con cá nó sạch vi khuẩn, cái những cái con vi khuẩn mà nó đeo bám mình nuôi thời gian ngắn thôi nha bạn. Còn mà mình nuôi thời gian hơi lâu dài mà con cá nó bị đẹp, bị chai, bị nấm nhớt á, thì mình sẽ phải dùng cái cách tắm vôi đó nó mới sạch vi khuẩn lâu ngày được nha các bạn. Các bạn thấy con cá rô vàng mình nó đặc biệt không các bạn? Các bạn thấy cái màu vàng tươi ha. Để mình quay gần cho các bạn xem nha. Con cá này mà mình ép được ra mà nó con nó ra mà giống nó các bạn là đặc biệt luôn nha các bạn. Lúc đó không biết làm sao luôn nha. Để mình nuôi cho nó lớn, nó to hết cỡ, cho nó có trứng rồi mình ép cho nó đẻ coi bầy cá nó ra như thế nào nha bạn. Cá này mà mình làm giống mà nó ra được như cá này không thì chắc không biết sao để nói luôn nha các bạn. Nó rất là đặc biệt luôn. Từ xưa giờ là chưa có ai được từng thấy được con cá rô mà màu vàng nha các bạn. Nè các bạn nhìn thấy nó bơi lội ở giống như cá coi nha các bạn. Con cá coi á
nó màu vàng là chuyện dĩ nhiên rồi nha bạn, nó rất đơn giản mà. Còn cá rô mà nó màu vàng mới là chuyện lạ. Cá rô bình thường vậy thôi nha các bạn, nhưng mà các bạn đem chụp cá coi lại mình cũng không đổi luôn nha các bạn, nó rất là đặc biệt luôn. Mình dám cá chưa ai từng thấy được cá rô màu vàng luôn nha các bạn. Mà các bạn thấy nó bơi chung với những con cá khác, các bạn thấy nó đặc biệt không, nó khác lạ không? Cái lúc mà mình thay nước xong nó trong veo á các bạn, mà mình bỏ nước vô nhiều á, mình cho ăn nó bơi lội đẹp á. Tại này nó hết nước rồi, nó còn cái cặn, cái đáy nó còn hơi dơ á, nên mình thấy nó đẹp lắm. Con cá này lúc trước mà nó sắp chết nữa các bạn, mình không để ý á, mình lo chăm ốc không à, nên mình để với lại cái đầy cá này nè, cái số còn lại á mình lựa hết những con cá đẹp mình bán, này còn số còn lại nó còi cọc mình không quan tâm á các bạn, mình bỏ liều á. Rồi con cá vàng này mình cũng lúc đó mình chưa để ý nữa, nó sắp chết rồi nha bạn, mắt bị mù rồi, người bị ghẻ chóc, bị nhớt ghê lắm. Mình thấy có con cá vàng này nè nên mình mới cắm nhớt, mình chăm sóc lại là nguyên đầy cá nó hồi phục trở lại bình thường luôn nha bạn. Các bạn thấy cá bữa nay nó lên rất là đẹp luôn nè. Mình bắt cá vàng lên cho các bạn xem nha. Đấy các bạn, ở ngoài á các bạn mình thấy nó màu vàng đẹp lắm, mình quay vô điện thoại mình thấy nó hơi chói. Vàng mà không phải vàng theo kiểu bình thường nha bạn, vàng theo kiểu vàng đốm đốm, nó tương tự như cá coi vậy đó. Mình bỏ nó bơi lội là mình nhìn là mình tưởng đâu cá coi không à. À các bạn thấy nó vàng đều ha, nó càng lớn lên nó càng vàng nha các bạn, nó càng đổi màu vàng đẹp lắm. Mà lúc nhỏ xíu mình thấy nó đâu có đặc biệt đâu, mình thấy nó cũng bình thường, mà càng lớn nó càng vàng. Lúc nhỏ thì mình thấy nó cũng vàng nhưng mà nó không có vàng lắm, tại chắc lúc còn nhỏ mình không để ý các bạn. Các bạn thấy nó bơi lội rất là đặc biệt luôn nha. Thì mình lên mình quay mình buồn, mình lên mình quay giải trí cùng các bạn ao cá rô này nè. Lâu quá mình không có quay cá rô á, mình quay mình chia sẻ cùng các bạn nào xem có chỗ nào chưa hiểu thì bình luận, mình sẽ trả lời nhiệt tình cùng các bạn nha. Các bạn thấy cá này bữa nay nó cũng lên rất là to luôn nè. Nhiều cá cũng còn nó hồi phục xong là nó cũng to lắm nha các bạn. Này các bạn thấy không, rất là to mập luôn rồi nè, bây giờ nó lên lại nè. Hôm bữa mình chưa chỉ nó nhỏ xíu à, các bạn thấy không? Hôm bữa mình bán hết cá to đó các bạn, mình thấy còn có ít à, xíu à. Mà bữa nay nó lên nó to lại, cái mình thấy nó đặt hồ trở lại, nó cũng thấy cũng nhiều lại nè. Chứ hồi đợt trước mình bán hết, mình lựa hết rồi, mình thấy còn có chút đỉnh nè. Các bạn thấy cá nè, cá này cá đực mà bây giờ nó lại to luôn gì mình nghe các bạn. Nước nó dậy quá làm camera nó đục hết luôn các bạn, nó chá hết rồi. Nó các bạn thấy cá màu vàng nó rất là đặc biệt luôn nha các bạn, rất là hay luôn, mình rất thích cá này luôn, để mình dưỡng cho nó thật to rồi mình ép nó ra thử coi nó như thế nào nha. Nếu mà mình ép được ra cái giống này cá rô mà màu vàng chắc khá luôn đó các bạn. Video mình làm đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Chúc các bạn và gia đình các bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn nha. Mình quay
Bây giờ nắng nắng là có 10 phút cho bạn xem vị trí nè, có gì các bạn xem ủng hộ giúp mình nè, mình luôn chân thành cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi kênh của Văn Quỳnh nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé.